Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 18. Trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe chương 28 của tác phẩm Bà là ai, một chứng từ của ký giả tin lành Wayne Weibo. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Mỹ Hoa và Kim Hà. Mẹ ước mong dẫn dắt các con trên đường thánh thiện, nhưng mẹ không muốn ép buộc các con. Chương 28: Sứ mạng vượt trùng dương. Terry nhíu mày khi chúng tôi lái xe ra khỏi bãi đậu xe ở phi trường. Chồng anh cũng mệt mỏi như lúc anh đi. Nàng nói thêm với một cái nhếch mép. Mà thật ra anh trông còn mệt mỏi hơn nữa. Em cứ tưởng chuyến này là dịp để cho anh nghỉ ngơi chứ. Tôi hít một hơi dài rồi nói. Anh cũng tưởng thế. Nhưng trong hai tuần qua, anh làm việc còn nhiều hơn bất cứ chuyến đi nào trước đó. Chúng ta cần ngồi xuống và nói chuyện với nhau một cách nghiêm chỉnh về sứ mạng mà anh đã được giao phó này. Nàng ném cho tôi một nụ cười, như lờ đi lời tôi vừa nói. Em nóng lòng muốn biết chuyện gì xảy ra. Anh có giờ để gặp cha Svet không? Terry, anh cần nói chuyện, nói hết một lần với em. Nàng lại gật đầu và không cười nữa. Thôi được, ta sẽ nói chuyện tối nay nhé, khi các con đã đi ngủ. Gần đến lúc ấy, thì tôi lại không còn nóng lòng nữa. Mặc dù Terry luôn luôn công khai nâng đỡ tôi, như người ta có thể mong đợi, nhưng chính những điều nàng không nói ra đang làm tôi áy náy. Mỗi khi tôi nói với nàng về một chuyến đi diễn thuyết đã được dự định, hoặc một chuyến trở lại Mễ Du, tôi liền cảm thấy sự thất vọng của nàng. Sau 11 năm chung sống, nàng không cần phải nói gì, tôi cũng biết đích xác nàng cảm thấy thế nào. Và mới đây, khi nhịp độ hoạt động gia tăng, và tôi được yêu cầu đi nói chuyện ngày càng thường xuyên hơn và ở xa hơn, thì những bực bội từ tiềm thức của nàng bắt đầu lộ ra qua những lời phê bình lặt vặt. Về phần tôi, lẽ ra tôi đã phải chu đáo hơn nữa. Tôi cứ quên là mỗi người đến với Chúa theo nhịp độ tiến triển riêng của họ, nhịp độ mà họ cảm thấy dễ chịu. Còn tôi, vì khao khát muốn giúp nàng theo kịp, đôi khi tôi đã hơi quá lời chỉ trích. Thành ra, chẳng thấy khá hơn, mà thật ra lại tệ hơn rất nhiều. Đó là điều chúng tôi phải đề cập đến tối nay. Tôi đã không sắp đặt trước phải nói với nàng như thế nào. Một khi đã khởi sự, nó cứ tuôn ra. Tôi bắt đầu nói với nàng rằng, điều quan trọng nhất đã xảy đến trong chuyến đi này là tôi có được cái nhìn rất rõ về ơn gọi của tôi và sứ mạng của tôi sẽ là gì. Hoặc đúng hơn, cái giá mà tất cả chúng tôi sẽ phải trả bởi vì sự yêu cầu ngày càng tăng. Anh sẽ phải đi ngày càng nhiều hơn trong nước và ngoài nước. Anh sẽ phải trở lại Mễ Du thường xuyên hơn. Và đồng thời anh còn phải viết cho xong quyển sách. Tôi đứng dậy, quá phấn khích để có thể ngồi yên. Chưa bao giờ anh cảm thấy khẩn trương như thế về tất cả sự kiện này. Anh phải đi ra ngoài và làm hết khả năng, và càng nhanh càng tốt. Tôi nhìn xuống vợ tôi. Cho nên tất cả chúng ta, anh, em và các con sẽ phải hy sinh rất nhiều. Vâng, nàng bình tĩnh đáp. Em có thể chấp nhận điều đó, nhưng anh phải hiểu một điều. Anh là con người, anh chỉ có thể làm từng ấy thôi. Đức mẹ Maria không muốn anh ra nước ngoài và gục ngã vì kiệt sức. Nếu làm như vậy, anh sẽ chẳng giúp ích gì được cho Đức mẹ Maria, hoặc cho chúng ta, hoặc cho bất cứ ai. Tôi hiểu ra quan điểm của nàng, nhưng tôi biết điều gì cần phải làm. Do đó, tôi ngập ngừng trước khi đáp,
và lựa chiều nói lên một câu rất hợp lý. Anh không lo bị kiệt sức về mặt thiêng liêng hay về mặt tâm thần đâu. Anh không bao giờ nghĩ rằng mình có khả năng. Anh chỉ muốn nói là trong một thời gian chúng ta sẽ hy sinh như thế. Và em nghe này, đối với anh, đó cũng chẳng phải là dịp để vui chơi. Anh yêu con trai con gái của anh và mẹ chúng, và mấy đứa con khác của anh, và anh cũng sẽ không được gặp em hoặc chúng thường xuyên như anh muốn. Anh biết chưa gì chúng đã nói. Ba điên rồi, cứ đôn đáo khắp nơi để làm mấy cái trò ngu xuẩn đó. Điều này quả thật đã chạm đến chỗ đau của tôi. Bốn đứa con lớn của vợ trước tôi rõ ràng là những sản phẩm của thời đại. Chúng không đi nhà thờ và chạy theo một thứ triết lý mới. Bạn thích gì cứ làm. Tôi đã nhiều lần xin chúng hiểu là bố chúng đã nhận được sứ điệp thẳng từ trời. Và dĩ nhiên, tôi muốn chúng cũng được hưởng nhờ các ơn ích bởi đó mà ra. Nhưng cứ mỗi lần tôi nêu vấn đề đi nhà thờ với chúng, tôi thường gặp phải cái nhìn như muốn nói. Rồi, ông già lại nói tới chuyện đó nữa. Lisa, con gái lớn của tôi và là đứa duy nhất tốt nghiệp tại đại học, còn biết nghe và thảo luận một chút với tôi. Còn Angela thì không hiểu được chuyện gì đã xảy đến với tôi. Nhiều lần nó đã điện thoại cho Terry, tỏ vẻ lo lắng cho bố nó, và e rằng tôi hơi bị bệnh tâm thần. Hai đứa con trai tôi, Michael và Steve, đơn giản chỉ xem tôi như một tên cuồng tín về tôn giáo. Rốt cuộc, Terry đã đặt vấn đề với tôi nhân một buổi tối. Nàng nói, anh xem, nói nhiều không ích lợi gì cho chúng. Anh cứ sống thông điệp và cầu nguyện cho chúng được hiểu. Đó là điều anh lãnh nhận từ Đức Mẹ Maria. Biết cầu nguyện cho những điều anh cần. Và đó là điều mà anh thường nói trong các buổi thuyết trình của anh. Hãy sống thông điệp. Bây giờ, anh cố mà làm điều đó với các con anh đi. Thế nên bây giờ, với điều bất mãn mới này, lẽ ra tôi đã phải biết rằng nàng một lần nữa sẽ đưa ra một giải pháp hợp tình hợp lý. Ngưng một lát, nàng nói, anh nghe này, ta sẽ thỏa thuận với nhau một chút, chịu không? Em sẽ nhân nhượng trong tất cả chuyện này nếu anh chỉ làm hai điều này cho em. Thứ nhất, hãy để cho em yên trong việc trở nên thánh thiện, để cho em tự xét cái gì cần hoặc không cần phải làm để tìm ra con đường thiêng liêng. Thứ hai, khi anh ở nhà, hãy nhớ rằng anh là một người chồng và một người cha, phải quan tâm đến vợ con anh tối đa, chịu không? Mọi việc còn lại, ta cứ để nó tự sắp xếp. Em làm nội tướng, còn anh cứ việc đi ra ngoài và làm ông thánh như Đức Mẹ Maria muốn. Nàng mỉm cười tinh quái, đôi mắt đảo qua đảo lại trong khi nói, biết rằng tôi chúa ghét cái điệu bộ ấy. Nàng vẫn cố tình làm mỗi khi muốn tôi phải chú ý. Và quả nhiên, tôi đã chú ý. Tôi cười lớn nói, đồng ý, nhưng đừng gọi anh là ông Thánh. Tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi một người bạn đời khôn ngoan và hiểu biết như thế. Và thực sự sau này, nàng sẽ là một cộng tác viên của tôi trong sứ mạng này. Tôi nhớ đến đoạn tin mừng Đức Giê-xu xài các môn đệ của Ngài đi giao giảng từng hai người một, và tôi cũng nghĩ về sứ mạng của hai chúng tôi như thế. Trong mấy tháng tới, cả hai chúng tôi sẽ có nhiều việc phải làm. Đến đầu mùa thu năm ấy, tôi quá đỗi ngạc nhiên khi biết những bài xã luận in lại dưới hình thức tờ báo khổ nhỏ đã phát hành trên 4 triệu bản. Và bây giờ ra 70.000 bản mỗi tuần. Thật là khó tin. Tôi đi đến khắp nơi, những nơi đã lên kế hoạch như Ireland, Trinidad, lẫn cả Alaska, cũng như trong khắp nước Mỹ. Nếu có nơi nào mà tôi hy vọng được đến trong tương lai, thì ước mơ đó xem ra cũng sẽ thành sự thật vài năm sau đó. Và còn những cuộc phỏng vấn trên các đài truyền hình nữa chứ. Lần tôi xuất hiện trong chương trình của Sally Jesse
Raphael, hình như đã khơi mào cho rất nhiều lời mời phỏng vấn. Hạnh phúc nhất là lần tôi được làm khách mời cho chương trình truyền hình được phát sóng trên toàn quốc của mẹ Angelica tại Birmingham, bang Alabama. Tất cả những gì tôi đã đọc và nghe nói về bà đã gây nơi tôi một ấn tượng sâu sắc. Đây là một nữ tu dòng kín đã cảm thấy được kêu gọi loan báo tin mừng của Đức Giêsu bằng cách phát sóng qua một đài truyền hình. Và bà đã thực hiện. Thật không thể tin nổi, vì bà không có tiền mà cũng chẳng có chỉ thị của cấp trên để làm việc đó. Bà chỉ có một quyết tâm là phải làm. Người nữ tu đặc sủng này, trong các lần bà được phỏng vấn, hễ cứ nhìn thấy những bộ phận của các trang thiết bị ở các đài truyền hình là nói: chính cái này là cái tôi cần. Rồi bà lại tiếp tục nói chuyện với người ta qua nhiều cuộc phỏng vấn. Cứ như thế cho đến khi bà bắt đầu ráp tất cả các bộ phận nhỏ bé lại với nhau. Khi biết ra thì bà đã thấy mình đang nói trên đài của chính bà. Bà đã gặp nhiều khó khăn trên bước đường xây dựng, nhưng Thiên Chúa hằng ở với nhóm nữ tu này, và họ rất biết phải cầu nguyện làm sao. Ngày nay, qua vệ tinh trên mạng truyền hình Lời Hằng Sống EWTN, bà có số khán giả đông hơn bất cứ một đài Kitô giáo nào. Chuyện đó thì tôi quá biết, và tôi cũng quen một trong những nhà sản xuất chương trình của bà, là anh Jack Sacco. Tôi đã gặp tại Mỹ Du trong chuyến đi tháng 6 năm 1986. Chính Jack đã dẫn tôi qua các phòng thu hình và tranh thủ thời gian để nói với tôi về mẹ Angelica và mối liên hệ của bà với Mỹ Du. Sau khi đã nghiên cứu cặn kẽ về Mễ Du để biết chắc các sự kiện ấy hợp với giáo lý của giáo hội, bà liền nhanh chóng truyền thông cho đại chúng. Khi tôi đích thân gặp người chủ trì chương trình vào tối hôm ấy, nửa tiếng trước giờ phát sóng, tôi thấy bà quả là tất cả những gì tôi mong đợi, và còn hơn thế nữa. Mẹ Angelica vừa cởi mở, vừa thân thiện như bất cứ người nào tôi đã gặp. Và chỉ qua một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như chúng tôi đã quen nhau từ lâu. Bà cũng rất nhạy bén và có trí nhớ tuyệt vời. Khi chúng tôi trò chuyện, bà đã đề cập đến nhiều điều từ những bài xã luận. Hiển nhiên bà đã đọc chúng rất kỹ. Bà không sao hiểu nổi một người tin lành Lutero lại làm một việc như thế. Tôi nói với bà rằng những gì đang xảy ra ở Mễ Du là dành cho hết mọi người. Nhưng mẹ hãy cho phép tôi nói là chính lời mà mẹ có lần phát biểu đã giúp ích cho người tin lành này đến thế nào. Lúc ấy, tôi đang nghe một trong những cuồng băng của mẹ. Khi lái xe đến một địa điểm nói chuyện một buổi chiều nọ, thì nghe mẹ nói thế này: đừng bao giờ xin lỗi dùm cho Đức Mẹ Maria Trinh Nữ Hồng Phúc. Mẹ Angelica cười: tôi đã nói câu ấy nhiều lần. Lời nói đó giống như một lưỡi dao đâm trúng tim tôi. Bởi lẽ tôi nhận ra là cho đến lúc ấy, trong những lần trò chuyện với anh em tin lành, tôi vẫn xem thường vai trò của người. Tôi hay nói với họ rằng tôi không lấy làm quan tâm việc họ có tin đó là Đức Maria đang hiện ra, hay là một thiên thần nào đó. Nhưng chỉ quan trọng là tin có một điều gì thật sự đang xảy ra ở đó. Khi nghe mẹ nói những lời ấy, tôi giật mình xét lại. Tôi đã ngu muội mà chối bỏ người, trong khi tôi vẫn biết là chính Đức Maria đang hiện ra ở đó và đã kêu gọi tôi. Mẹ Angelica cầm lấy tay tôi, mặt hớn hở. Anh quên nè, chúng ta sắp có một chương trình tuyệt vời rồi. Và quả thật là như thế, phim trường đông nghẹt những người muốn xem mặt anh chàng Lutero đã viết về Đức Mẹ. Theo tôi nhận xét, một khách mời của một chương trình phỏng vấn theo kiểu trò chuyện như thế này trên TV thường có thể biết được màn phỏng vấn của anh ta hay hoặc dở, bằng cách cảm thấy thời gian trôi qua mau hay chậm. Với mẹ Maria,
tôi giật mình khi thấy chương trình chấm dứt, mà cứ tưởng chúng tôi vừa mới bắt đầu được 15 phút thôi. Và thật là hứng thú, khi chúng tôi bắt đầu chương trình, mẹ Angelica đề cập đến việc bất cứ ai cũng có thể được gọi làm sứ giả, rồi thêm. Thật vậy, Thiên Chúa có thể chọn bất cứ kẻ ngớ ngẩn nào ngoài đường và sử dụng người ấy. Khán giả trong trường quay bắt đầu cười khúc khích, còn bà thì ngừng lại và nhìn họ. Rồi bà quay sang tôi vội vàng nói. Ồ, tôi không có ý nói ông đâu nhé. Khán giả phá lên cười, chúng tôi cũng cười theo. Sau đó, tôi cảm thấy mình có thể xin bà một vài lời khuyên riêng. Nên đến chiều hôm sau, tôi gặp bà tại trụ sở và đã trình bày về những điều bận tâm của tôi. Những việc chữa lành về thân xác xảy ra trong suốt hành trình của cái sứ mệnh tuyệt vời đã được ban cho tôi, nay làm tôi sợ hãi và lo lắng. Tôi biết là mẹ Angelica đã từng kinh nghiệm về các đặc sủng thánh linh, nên tôi cần những lời khuyên. Khắp nơi tôi đến, người ta cứ xin tôi cầu nguyện cho họ, và tôi sung sướng làm điều đó. Thỉnh thoảng, họ xin tôi cầu nguyện cho họ được lành bệnh thể xác, và đã có những bệnh nhân được khỏi bệnh. Mẹ Angelica bình tĩnh và hết sức thanh thản giải thích. Những đặc sủng thiêng liêng của Chúa Thánh Linh chính là những quà tặng. Vì thế, chúng được ban tặng để sử dụng lúc nào có nhu cầu, một khi chúng ta đã được chọn để sử dụng chúng. Chúng ta không treo bảng với hàng chữ, nơi đây có chữa bệnh, hoặc nơi đây có nói tiên tri. Khi anh cảm thấy Thiên Chúa đang dẫn lối cho anh hãy sử dụng đặc sủng, sau đó hãy rút lui và chờ đến lần sau. Như vậy, anh biết ơn chữa lành đó là do Thiên Chúa, chứ không phải do anh làm. Bà ngưng một lát rồi nhìn vào mắt tôi. Nhưng quà tặng lớn nhất mà anh được, đó là làm sứ giả cho Đức Maria. Tôi cảm thấy trào dâng một tâm tình tạ ơn và khiêm tốn sâu xa khi nghe bà nói những lời đó. Tôi cũng thật sự thấy nhẹ nhõm, nhất quyết không bao giờ quên lời khuyên của bà. Mọi sự hình như đã tăng tốc sau đó. Vào cuối tháng 9, Milka Pavlovich rốt cuộc cũng nhận được hộ chiếu, đã đến chơi với chúng tôi 3 tháng. Điều rắc rối duy nhất là do trục trặc ngày hẹn đi lấy vé máy bay ở Dubrovnik, nên ngày khởi hành của Milka bị trễ lại một tuần. Như thế nghĩa là khi Milka tới nơi, tôi có vừa đủ thời gian để đi đón cô tại phi trường New York, rồi đưa cô về nhà chúng tôi trước khi tôi phải lên đường vào ngày hôm sau để thuyết trình tại Ireland trong 9 ngày. Tôi còn lo hơn nữa vì Milka biết rất ít tiếng Anh. Nhưng may mắn, Milka và Terry rất ý hợp tâm đầu. Đến khi tôi trở về, cô đã vui đùa và sống như người thân trong gia đình tôi. Trong khi đó, tôi đã mê Ireland mất rồi. Do công rất lớn của Mary O'Sullivan trong việc giao báo trước, đã có một sự tò mò đáng kể về chàng tin lành người Mỹ này, người chuyên đi kể chuyện Đức Mẹ hiện ra tại Nam Tư. Đối với người Ireland, hiện tượng này không phải hoàn toàn mới mẻ. Họ cũng đã từng được Đức Mẹ đến viếng thăm trên đất nước họ, tại thành phố Knock. Một điều lạ lùng và kỳ diệu đã xảy đến khi máy bay chúng tôi chuẩn bị đáp xuống Shannon. Quá bận vì phải đi đón Milka, tôi đâu còn nhiều thì giờ nghĩ đến chuyến đi Ireland. Tôi bắt đầu thích thú khi nhìn thấy cảnh thiên nhiên xanh rì đẹp đẽ qua cửa máy bay. Vào lúc đó một lần nữa, tôi lại nghe thấy thông điệp dịu dàng. Giờ đây đã quen thuộc với tôi. Hãy đi đến Knock. Có điều tức cười là tuy tôi đã đọc chuyện hiện ra ở Knock, tôi vẫn không biết Knock tọa lạc tại Ireland. Thế là, khi xin Conroy,
một người Ireland vui tính và tận tâm mà tôi đã gặp tại Mễ Du, đón tôi ở sân bay. Tôi liền hỏi, anh xin, đền Đức Mẹ nó có xa đây không? Anh nghiêng đầu nhìn tôi. Tại sao anh lại hỏi nơi đó? À, tôi thật tình muốn đi đến đó, nếu điều kiện cho phép. Nghe anh nói tôi cũng thấy lạ. Chúng tôi cũng định đưa anh tới đó, nhưng thấy lịch làm việc của anh đầy ắp, chúng tôi đành bỏ luôn. Nhưng khoảng đường từ chỗ trọ của anh đêm nay đến đó không xa mấy. Anh suy nghĩ một lát rồi nói. Bây giờ tôi tính như vậy nè. Chúng ta sẽ bỏ hành lý của anh tại gia đình anh ở trọ, quơ một ổ sandwich bỏ bụng, rồi lên đường đi ngay tới đó nhé. Chúng tôi đã làm như vậy. Nó ở cách đấy khoảng 100 cây số và dọc đường, Son nhồi nhét cho tôi những thông tin về các cuộc hành hương tới đó. Nó là một điểm hiện ra của Đức Maria khá hấp dẫn trước kia. Sự kiện này xảy ra vào năm 1879, trong một trận mưa như chút vào ngày 21 tháng 8. Có trên 20 người thấy đấng hiện ra trên bức tường bên hông của nhà thờ nhỏ, và nhiều người được nhìn thấy hiện tượng ấy trên 2 tiếng đồng hồ. Đức Trinh Nữ Maria có hình hài lớn bằng một người thật cùng hiện ra với hai vị mà dân làng cho đó là Thánh Giuse và Thánh Gioan Thánh Sử. Tất cả cảnh tượng đó được tắm trong ánh sáng màu trắng chói chang và không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa tầm tã. Hai hình người kia không lớn và cũng không cao bằng Đức Trinh Nữ Maria. Người đứng cách mặt đất khoảng 7 thước. Người đứng thẳng, hai tay giơ lên cao bằng vai. Mình mặc áo choàng trắng, rộng và rất dài, xếp nếp hơi bó lại ở lưng và trên đầu đội mũ triều thiên. Thánh Giuse được mô tả là có bộ râu quai nón và mái tóc hoa râm, đứng hơi nghiêng về phía Đức Trinh Nữ. Còn Thánh Gioan đứng bên phải của Đức Mẹ. Thánh Gioan có hình dáng một thanh niên trẻ, mặc áo lễ, tay trái cầm một quyển sách, còn tay kia giơ lên ban phép lành. Nhưng chỉ có cảnh tượng phía trước mặt các hình người kia gợi sự tò mò của tôi nhất. Ở đấy hiện ra một bàn thờ, trên đó có một con chiên. Một người dân làng diễn tả chiên con như được bao phủ bởi những ngôi sao bằng vàng hoặc những ngọn đèn nhỏ lấp lánh. Rõ ràng là biểu tượng của Đức Kitô, chiên vượt qua. Chính các phần này của cuộc hiện ra ở đó đã đập mạnh vào nhận thức của tôi về vai trò trung gian của Đức Maria. Người đang đứng đó, chiêm ngắm tôn thờ chiên con, Giê-xu bị tế sát, như thể người đang chỉ cho chúng ta đến với con chí thánh của người. Rồi Son kết luận. Năm 1979, Đức Giáo Hoàng đến đây kính viếng đặc biệt. Từ đó, nơi này trở thành một điểm hành hương lừng danh trên thế giới. Khi chúng tôi đến nơi, tôi tưởng chừng như mình đã thân thuộc với nơi ấy. Hôm ấy là chiều Chủ nhật, tại quảng trường lớn gần nơi Đức Mẹ hiện ra xưa kia. Đám đông đã đứng chật cứng. Họ mới bắt đầu cuộc kiệu khi chúng tôi đến nơi. Họ làm gì vậy? Tôi hỏi Son khi nhìn vào hàng đầu với 6 hay 7 người xếp hàng ngang. Còn đám đông phía sau trải dài ra gần 100 mét. Họ đang đi đàn thánh giá đấy. Có những người ngồi xe lăn, còn người cao tuổi có trẻ em dắt đi. Tôi xúc động không nói nên lời. Chúng tôi xuống xe và đi vào thánh đường nơi phát xuất đoàn kiệu. Lên vào một hàng ghế rồi quỳ xuống cầu nguyện. Tôi cảm thấy một sự chúc lành dịu dàng, ấm áp cho toàn bộ chuyến đi Ireland của tôi. Tôi cảm thấy chúc lành ấy đến từ Đức Maria. Và đó là lý do mà người đã yêu cầu tôi đến đây. Bắt đầu từ buổi chiều đó và bất cứ nơi nào chúng tôi đến, dù nhà thờ hay phòng hội, cũng đều chật như nêm, vượt xa sức tưởng tượng. Tôi chưa từng gặp ở đâu những người khao khát hơn, cởi mở hơn để đón nhận việc Thiên Chúa, vì yêu thương nhân loại quá độ, có thể dùng những phương thế phi thường
để kêu gọi nhân loại trở về với người. Ở đấy có cả linh mục lẫn giáo dân, và tối đó có một linh mục cao lớn hồng hào, lộ vẻ rất ưu tư trong suốt buổi nói chuyện của tôi. Khi đã xong, ông tiến đến gần tôi, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt. Ông ôm chặt tôi và ghé tai thầm thì nhiều lần. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Rồi xin tôi cầu nguyện cho ông. Vài đêm sau đó, chúng tôi đang ở trong một rạp hát, ngồi kế bên tôi ở hàng ghế đầu. Trước khi tôi khởi sự, lại là một linh mục nữa. Ông nhìn tôi nói, anh là người đến để nói chuyện với Mễ Du phải không? Thưa cha, vâng. À, ngài tủm tỉm cười. Tôi nói ngay cho anh biết, tôi rất đa nghi, nhưng có đầu óc cởi mở nên mới đến đây nghe anh nói. Cho nên chàng trai trẻ ơi, tốt hơn là anh nên ráng hết sức. Có thể lúc ấy ông mỉm cười, nhưng tôi hiểu ông muốn nói gì. Trước khi kết thúc, tôi rút chàng hạt mân côi ra, giơ lên cao và nói cho cử tọa biết chàng chuỗi đó quan trọng đối với tôi như thế nào. Tôi nói, lần hạt là kinh nguyện dâng lên Chúa Giê-xu, và nó không thuộc về một mình giáo hội công giáo, mà là thuộc về tất cả chúng ta, tất cả những ai yêu mến Chúa Giê-xu. Vài phút sau đó, khi tôi vừa dứt lời, mọi người liền đứng dậy vỗ tay hoan hô. Linh mục đã nói chuyện với tôi trước đó, vội leo lên sân khấu nói với tôi, xin Chúa chúc lành cho anh, hỡi chàng trai trẻ, lạy Chúa xin giáng phúc cho anh. Ông ôm hôn tôi và thêm, chỉ muốn anh biết một điều là tôi tin được chuyện này. Vậy thì tốt quá, tôi cố gắng đáp. Và nếu chỉ có một người được tác động bởi những buổi nói chuyện của tôi thôi, thì cũng đáng công rồi. Tôi muốn xin anh một đặc ân, nhưng... Ông bỗng khựng lại nhìn tôi. Vào lúc ấy, tôi quá vui mừng vì một linh mục được tác động, bèn nói, cha cứ nói bất cứ điều gì cha muốn. Ngài do dự một lát. Vậy, anh có vui lòng đổi chàng hạt của anh cho tôi không? Tôi thất kinh, vì chàng hạt của tôi được một phụ nữ ở gần Surfside Beach, bên nước tôi làm riêng cho tôi. Từ lúc cô ấy trao chàng hạt cho tôi đến nay, chưa bao giờ tôi lìa xa nó. Tôi luôn đem theo trên người, và bây giờ tôi không muốn rời nó ra. Nhưng thôi, tôi nói, thưa cha được, chàng hạt đây. Ông cầm lấy nó và trao cho tôi chàng hạt của ông, cũ kỹ bạc màu, những hạt bằng gỗ hầu như đã mòn đi do những ngón tay lần qua chúng nhiều năm. Tôi đã dùng nó đã 20 năm nay rồi. Ông nói chậm rãi, tôi mua từ Fatima đấy. Ông nhìn chàng hạt của mình một cách chiều mến, và tôi chợt nhận ra ông rất khổ sở khi xa nó, cũng như tôi khổ sở khi xa chàng hạt của tôi. Thật ra đối với ông thì khó hơn, giống như phải nói vĩnh biệt với một người bạn thân. Tôi có nên cản ông lại không? Không, một cách nào đó, Chúa có mặt trong vụ này, mỗi người trong hai chúng tôi hình như đều cảm thấy như vậy. Thế là chúng tôi thực hiện cuộc trao đổi. Vào lúc đó, người ta ùa đến bao quanh tôi, vòng trong vòng ngoài, tôi không được gặp lại vị linh mục ấy nữa. Sáng hôm sau, hai phụ nữ đến để đưa tôi đến địa điểm nói chuyện kế tiếp. Tôi không biết gì nhiều về phụ nữ Ireland, nhưng hình như tất cả họ đều lái xe như trong một cuộc đua. Lái xe với tốc độ 110 cây số mỗi giờ trên xa lộ xuyên liên bang bên nước Mỹ của tôi là một chuyện, nhưng nếu cũng với tốc độ ấy mà lái trên đường làng ngoằn ngoèo nhỏ hẹp, hai bên có những bờ dậu cao ngất hoặc hàng rào đá cổ xưa, mặt đường chỉ đủ cho hai làn xe và người lái phải theo làn đường bên trái, thì lại là chuyện khác. Trong khi hai bà cứ tán gẫu vui vẻ với nhau suốt dọc đường, thì tôi đã quá khiếp vía và bắt đầu cầu nguyện nghiêm túc. Tôi rút chàng hạt ra, chàng hạt cũ mà mới của tôi, và choáng váng.
sợi dây kim loại sâu những hạt gỗ tròn nhỏ lại với nhau đã đổi màu. Tôi từng nghe những tin đồn về hiện tượng này tại Mễ Xu, về tràng hạt của người hành hương biến thành vàng. Và lúc đầu tôi rất xem thường, coi như một loại sốt sắng quá đáng, hoặc là loại lấy ước mơ làm sự thật. Nhưng sau khi đã được cho xem một số, tôi bắt đầu kỳ kèo. Ngài gọi con làm việc này, nhưng sao không ban cho con một tràng hạt bằng vàng vậy? Bây giờ thì ngài đã ban. Tôi không biết những sợi dây ấy có bằng vàng ròng hay không. Điều đó không thành vấn đề. Tối qua chúng bằng bạc, bây giờ thì bằng vàng. Hoặc ít ra là màu vàng kim loại bóng loáng. Thế mà suýt tí nữa tôi đã từ chối món quà này. Toàn bộ chuyến đi ấy là một ân huệ. Chúng tôi làm việc vất vả hầu như kiệt sức, phần tôi có khi phải thuyết trình 3 lần một ngày. Nhưng xuyên suốt chuyến đi, tôi nghiệm thấy sự hiện diện của Thánh Linh luôn ban xuống cảm hứng tươi mới và nguồn ơn thấm nhuần cho tôi. Đúng vào những lúc tôi ngần ngại không biết mình có sức tiếp tục hay không, tôi liền được dịp nghỉ ngơi, tuy ngắn nhưng rất dễ chịu. Chúng tôi kết thúc chuyến đi tại Dublin vào tối thứ Sáu, trên sân vận động quốc gia với 3.000 chỗ ngồi. Trên đường đến đó, Sean hỏi tôi có khỏe không. Tôi ngay tình đáp lại, tôi mệt muốn chết, chỉ muốn về nhà và ngủ luôn một tuần. Rồi tôi phá lên cười, nhưng tôi nghĩ Chúa Thánh Linh sẽ làm bất cứ điều gì cần được làm. Ngài vẫn luôn hành động như thế. Sean gật đầu. Đó là cái chắc. Anh có để ý trời không mưa giọt nào suốt thời gian anh ở đây không? Nghe anh ấy nhắc chuyện đó, tôi mới nhớ là mặt trời quả thật đã sáng rực rỡ mỗi ngày trong suốt thời gian ấy. Thời tiết như vậy là bất thường à? Anh nghĩ thế nào khi chúng tôi gọi đất nước xanh gì này là đảo Ngọc Bích? Trời mưa là chuyện xảy ra hầu như mỗi ngày ở đây. Khi chúng tôi đến đó, sân vận động đã kín chỗ ngồi, và một lần nữa, Chúa Thánh Linh đã không làm ai thất vọng. 3 tiếng đồng hồ sau đó, khi chúng tôi trở ra ngoài, lên xe, ra phi trường, thì trời mở toang ra và mưa trút xuống như thác đổ, khiến chiếc xe phải chạy chậm lại như đang bò trên đường. Trước chuyến bay trở về, tôi mệt quá không sao ngủ được. À, tốt hơn tôi nên tập cho quen với tình trạng này, trừ ra vài dịp xả hơi đặc biệt. Từ nay trở đi, cuộc sống của tôi sẽ phải như thế. Lịch công tác của tôi cho năm tới đã gồm nhiều chuyến đi thuyết trình ở nước ngoài, cộng thêm 2 lần viếng thăm Mễ Xu và vô số buổi thuyết trình trong nước. Đấy mới chỉ là kế hoạch cho 6 tháng thôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được Ireland, chủ yếu vì một thị kiến tuyệt vời mà tôi đã nghiệm được tiếp theo sau một buổi nói chuyện. Chúng tôi lại một lần nữa đang ở trong một nhà thờ quá tải với số người. Sau thánh lễ và buổi nói chuyện, chúng tôi đang quỳ và cầu nguyện cho cuộc chiến tương tàn của Bắc Ireland. Lòng tôi rung động sâu xa khi vị linh mục khẩn khoản nài xin Chúa Thánh Linh đến hàn gắn vết thương của dân chúng vùng đó. Trong khi quỳ gối và đôi mắt nhắm nghiền, tôi nhớ lại một đoạn từ quyển sách quý người ta tặng tôi, tên là Bài Thơ Thiên Chúa Làm Người, tác giả là bà Maria Valtorta, người được cho là thấy thị kiến và được in 5 dấu Thánh Chúa. Đoạn văn này mô tả Đức Giê-xu đang cố gắng giải thích về tình yêu của Ngài đối với các môn đệ. Bỗng Gioan, người môn đệ trẻ và nhiệt tình của Ngài, đến kề bên, vòng tay ôm quanh thắt lưng và dựa đầu vào ngực Đức Giê-xu và nói: Thầy ơi, con yêu Thầy. Quá thu hút vì sự hồi tưởng những hình ảnh ấy, tôi tha thiết nài van: Ôi Chúa Giê-xu, xin cho con được vòng cánh tay con quanh thân Chúa, cho con được tựa đầu vào ngực Chúa và nói với Chúa: Con yêu Ngài. Bất thình lình, tôi nhìn thấy và cảm giác thấy Chúa Giê-xu tựa đầu vào ngực tôi. Điều đó hết sức thật, khiến tôi thở hổn hển và hầu như ngã ra.
Giờ đây, trên đường bay về nhà, tôi nhắm mắt lại và cảm thấy sự hiện diện của Ngài một lần nữa. Mẹ xin các con hãy trao phó cho Chúa cuộc sống quá khứ của các con với tất cả những cái xấu đang chồng chất trong tâm hồn các con. Chương 29, Milka. Tôi từ Ireland về đến nhà thì thấy cô khách của gia đình sống rất vui vẻ, cởi mở và ổn định. Như chúng tôi mong đợi, Milka Pavlovic đã thích nghi rất tốt trong một tuần lễ rưỡi tôi ở Ireland. Milka và Terry rất thân thiết với nhau. Còn các con tôi đối xử với cô như thể cô đã sống ở đây từ nhiều năm. Terry đã đăng ký cho Milka học một lớp Anh văn đặc biệt. Còn Milka tiếp thu khá nhanh những điều căn bản, tiện cho việc giao tiếp với chúng tôi. Ngay từ lúc gặp Milka, tôi đã biết nơi cô ấy có một điều gì đó rất đặc biệt. Cô gái Croat mới lớn này, người đã được phúc thấy Đức Maria trong ngày đầu tiên của biến cố hiện ra, và xem ra đã đau khổ khi không được chọn làm một trong 6 thị nhân sau này. Có tính độc lập rất cao và hoàn toàn có khả năng tự lo cho mình. Tuy vậy, tôi đã khám phá ra nơi cô một khát vọng được dự phần vào ơn phúc đã ban cho ngôi làng nhỏ bé ấy của họ. Và sau khi Đức Trinh Nữ Maria truyền lệnh cho tôi mang Milka sang Hoa Kỳ, tôi có cảm tưởng rằng sau này cô sẽ đảm nhận một vai trò đáng kể liên quan đến sự kiện này. Trong lúc đó, nhiệm vụ cấp bách của tôi là lo thu xếp cho Milka sang Mỹ. Và sau mấy lần tiếp xúc điện thoại với tòa đại sứ Mỹ ở Belgrade, tôi mới biết chuyện ấy không dễ chút nào. Đến tháng 7, khi về đến nhà, tôi liên lạc ngay với văn phòng của Thượng nghị sĩ Nam Carolina, tên Storm Thurmond, hy vọng được hỗ trợ về mặt chính trị phần nào. Ông ấy giúp đỡ rất nhanh. Chưa đầy 3 tuần, tôi nhận được một điện ngắn gọn từ Milka, đã có hộ chiếu, xin gửi vé. Sau này tôi mới biết là cô gái 18 tuổi cứng cỏi ấy đã đi máy bay đến Belgrade một mình, rồi đến tòa đại sứ Mỹ và chỉ trong 10 phút cô đã được cấp giấy nhập cảnh. Terry và các con tôi mừng quýnh. Tôi điện thoại cho Jozo Krajevic. Em họ của cha Svet đang sống ở Mostar, cách Mễ Du hơn 30 cây số, và nhờ anh sắp xếp cho chuyến khởi hành của Milka. Jojo từng dạy Anh văn nhiều năm trong các trường ở Mostar, rất quen thuộc với các thị nhân và gia đình họ. Anh cũng thường giúp thông dịch cho các đoàn truyền thông đến điều tra về những cuộc hiện ra. Liền đó, tôi gọi Dale Krieger và nhờ hãng du lịch của anh là đoàn du lịch toàn cầu, vé máy bay cho Milka đã được lo liệu xong. Milka chỉ cần đi Dubrovnik vào thứ 6 để lấy vé, và lên máy bay vào Chủ nhật. Cuối tuần ấy, tôi phải đi thuyết trình vài nơi tại Pennsylvania, và dự định qua sáng Chủ nhật sẽ bay đi New York, để đón và đưa cô ấy về nhà tôi tại Myrtle Beach. Chỉ có một vấn đề nhỏ, một vấn đề đã thâm nhiễm không ít người Croat, đó là sự không mấy quan tâm về thời gian. Milka đã không đi lấy vé đúng ngày giờ đã hẹn là thứ 6, mà thay vào đó là thứ 7. Một nhân viên khác đang trực, không quen thu xếp theo cách ấy, đã từ chối giao vé cho Milka. Đâu ngờ có chuyện đó, tôi đến phi trường Kennedy để đón chuyến bay của hàng không Nam Tư, mà trong đó không có Milka. Nhờ sự giúp đỡ của một nhân viên hãng JAL, tôi mới biết Milka thực sự có tên trong danh sách hành khách, nhưng đã không lên máy bay.
tiếp tục từ chương 29 qua hai giọng đọc của Kim Hà và Nguyệt Nga. Tôi chỉ còn biết quay về nhà và bắt đầu lại. Cũng nhờ sự giúp đỡ của Jozo Kralevich, tôi đăng ký lại cho cô chuyến bay tới vào ngày thứ sáu, một ngày trước khi tôi đi Ireland. Chỉ có vừa đủ thời gian để đưa Milka về nhà, giới thiệu cô cho gia đình tôi, rồi tôi đi. Không phải là một cách lý tưởng để cô bắt đầu chuyến thăm nước Mỹ đầu tiên của mình, nhưng mọi vấn đề đều được quên hết khi cô khai xong hải quan và chào tôi với một nụ cười mệt mỏi. Chúng tôi về tới nhà trước nửa đêm một chút và tạ ơn Chúa về chuyến bay bình yên của cô. Chuyến đi 3 tháng của Milka trôi qua quá nhanh, đầy ắp những việc phải làm và nơi phải đến, vượt xa mức độ người ta nghĩ là có thể. Tuy bận rộn như thế, nhưng đôi lúc Milka vẫn thấy nhớ nhà ra diết. Cô không hề bị ấn tượng bởi cảnh xa hoa, tráng lệ, giàu có, vĩ đại của nước Mỹ. Ngay lập tức, cô phản ứng lại nhịp độ và sự căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Cô cho rằng nó có quá nhiều hoạt động vô nghĩa, làm cản trở tình thân mật liên đới trong gia đình mà cô đã quen tại ngôi làng nhỏ bé của mình. Milka thường nói bằng tiếng Anh bập bẹ của cô, "Nhiều! Quá nhiều!" Và chẳng bao lâu câu này đã thành câu nói cửa miệng của cô. Làm vừa phải thôi, đừng quá lo. Quả thật, chúng ta làm đủ thứ, chỉ trừ giữ vừa phải và chớ quá lo toan. Milka đi học tiếng Anh 1 tuần 2 buổi. Tại đó, cô kết thân với một cô gái Nhật. Tuy cả hai đều không biết nói tiếng Anh, nhưng vẫn hiểu nhau và trở nên thân thiết, không rời nhau được. Khi không đến lớp, họ rủ nhau đi tham quan Myrtle Beach. Chúng tôi cũng ép họ đi được một chuyến xuống khu du lịch thế giới Disney. Nhưng cao điểm lần này, đến thăm nước Mỹ của Milka, là việc làm chứng về các biến cố tại Mễ Du. Tôi quyết tâm không khai thác Milka dưới bất cứ hình thức nào trong thời gian cô ở với chúng tôi. Và chỉ vì Terry nài nỉ, nên tôi miễn cưỡng đồng ý đem Milka theo với tôi trong vài lần thuyết trình. Tôi thấy cô hoàn toàn có khả năng trình bày chứng từ của cô về những gì đã xảy ra trong ngày hiện ra đầu tiên ấy, và sự kiện đó đã tác động trên đời cô thế nào. Khi tiếng đồn lan ra là Milka đang ở nhà chúng tôi, những lời mời cô đi nói chuyện đến tới tấp. Tôi thảo luận rất lâu về vấn đề này với cô, nhấn mạnh rằng cô không phải làm việc ấy. Theo tôi biết, mục đích chính của cô là học tiếng Anh và làm quen với người Mỹ. Hai điều có lẽ sẽ giúp cô đảm nhiệm vai trò yểm trợ khi về lại ngôi làng nhỏ ấy. Không những cô đồng ý đi làm chứng, mà còn làm việc đó với tất cả nhiệt tâm. Nhờ một người Croatian địa phương thông dịch, cô kể lại chi tiết của ngày đầu tiên ấy, khi cô được diễm phúc thấy Đức Mẹ Maria. Và sau đó, cô sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi. Với thính giả, thật là tốt khi có được một trong các thị nhân có mặt như thế. Thực tế, tôi xem Milka cũng là một thị nhân. Chỉ có điểm khác biệt duy nhất là cô không được hưởng những lần hiện ra hàng ngày và những thông điệp cá nhân từ thân mẫu Đức Giê-xu mà các thị nhân khác được. Như một ưu tiên đặc biệt dành cho anh Peter Craigie. Tôi đã chấp nhận một chuyến đi 5 ngày đến Fargo, Bắc Dakota, nơi Peter lập một trung tâm Mễ Du, và với những người tình nguyện, anh đã phân phát trên 2 triệu bản sao các bài báo của tôi. Đến khi tôi hỏi anh có nên để tôi đem Milka theo không, anh ngây ngất và kêu lên, "Anh không chơi tôi chứ, có cô ấy phụ họa lại càng tuyệt vời hơn nữa." Peter thậm chí còn thu xếp cho linh mục Slako Zoko, dòng Phan Sinh, sinh trưởng tại Mễ Du, hiện đang ở Milwaukee, làm thông dịch cho chúng tôi trong mấy ngày ở đó. Cha Slako, người đã phục vụ cha Svet ở New York City, đã đi cùng với cha Tommy Slapervan,
cha xứ nhà thờ Thánh Giacobbe ở Mễ Du, trong chuyến viếng thăm 2 tháng tại nước Mỹ. Cũng như bao linh mục phan sinh tôi đã gặp, cha Slaco là một người đơn sơ nhưng thánh thiện, hoàn toàn hiến mình cho ơn gọi, theo một phong cách riêng, khiến ta mau chóng thấy thoải mái khi gặp ông. Chúng tôi đón ông tại phi trường Minneapolis để làm quen với nhau, và cũng để ông gặp Milka và biết một chút về quá trình của cô. Chúng tôi bắt đầu nói về những cuộc hiện ra và các hiện tượng đa dạng khác nhau đang xảy ra tại Mễ Du. Một trong những điều gây thắc mắc nhất đối với tôi là những tấm hình kỳ bí mà người ta chụp được ở đấy. Trong đó, người ta có thể thấy nhiều hình dáng người được dân chúng nghĩ là Đức Trinh Nữ Hồng Phúc, cũng như các anh em dòng phan sinh của mình tại Mễ Du. Cha Slavko cảnh giác tôi không nên quá tin vào đó. Tôi trấn an ông, tôi thường không tin. Người ta gửi tới cho tôi đủ loại hình ảnh trông như gương mặt của Đức Mẹ Maria trong đám mây, trong thân cây, trong bóng râm vườn nhà họ, và có nhiều hình ảnh liên hệ tới Mễ Du đã được chứng minh là giả tạo. Tôi ngừng lại, rồi rút ra một tấm từ túi áo khoác, nơi tôi cất nó để mang theo mỗi khi đi nói chuyện. Kể từ khi Karen, con gái của Jim Stauffer tặng cho tôi, những tấm ảnh này đã thật sự làm tôi xúc động. Tôi có cho Milka xem trước đó, nhưng vào cái ngày cô được thấy Đức Mẹ Maria, cô đã quá ngây ngất để có thể chú ý đến những chi tiết của khuôn mặt người. Bây giờ, tôi đưa cho cha Slako và nói tiếp. Câu chuyện về tấm ảnh này có 102. Khi mới trông thấy, tôi đã choáng ngợp vì vẻ đẹp của nó, không cần biết nguồn gốc nó từ đâu, và cảm thấy đó là hình ảnh về Đức Mẹ Maria của tôi tại Mễ Du. Thật ra, tôi định dùng tấm ảnh đó làm trang bìa cho quyển sách của mình. Cha nhìn tấm ảnh và gật đầu. Ảnh này đẹp thật. Rồi nhìn tôi. Nhưng ta phải tập trung vào sứ điệp vì có thể xác minh bằng kinh thánh. Còn tấm ảnh của anh đây thì tôi e là không thể. Ông trả nó lại cho tôi với một nụ cười. Tôi bất chấp, cứ tiếp tục kể cho ông câu chuyện. Theo lời Karen, một nữ tu từ Vatican đến hành hương Mễ Du đã được mời vào trong phòng hiện ra. Trong thời gian Đức Maria viếng thăm, bà ấy đã chụp ảnh cây thánh giá treo trên tường, nơi các thị nhân đang hướng mắt nhìn. Khi rửa ảnh ra, thì thấy khuôn mặt chụp cận ảnh của một phụ nữ trẻ hiện lên trên phim. Chính Karen đã nhận được một bản sao của ảnh đó trước khi đi Mễ Du, và sau buổi nói chuyện của Ivan với nhóm mình, cô có dịp hỏi Ivan xem tấm ảnh có giống Đức Maria không. Ivan cũng như các thị nhân khác thường không trả lời những câu hỏi về các tấm ảnh. Cậu liếc nhìn nó và lắc đầu quay đi, nhưng rồi vội quay lại, vừa nói chậm rãi, vừa chăm chú nhìn. Phải, quả là có giống. Rồi cậu mỉm cười. Chỉ có điều người đẹp hơn rất nhiều. Dù tôi đồng ý với cha Slavko không nên tin bất cứ tấm ảnh nào, nhưng tấm ảnh này sẽ mãi mãi là hình ảnh về Đức Maria của tôi. Peter và mẹ anh đón tôi tại phi trường Fargo và cho biết sẽ có buổi liên hoan chào mừng tại nhà Peter. Anh giải thích. Thành phần tham dự tối nay gồm những người tình nguyện đã làm việc rất vất vả để có được những bài báo của anh đến tận đây và để cho chuyến đi này được thành công. Họ sướng run lên vì cuối cùng lại được gặp anh. Tôi biết anh sẽ bị họ bao vây để hỏi đủ mọi chuyện, nhưng nếu được, xin anh vui lòng thêm cho họ chút thời gian nhé. Tôi cam đoan với Peter, anh đừng có lo, tôi sẽ rất hân hạnh. Rời khỏi phi trường, mẹ của Peter dẫn Milka và cha Slako về nhà bà, nơi họ sẽ ở, để cất hành lý trước khi đến nhập bọn với chúng tôi. Trong khi đó, Peter muốn tôi đi gặp một số bạn khác của anh. Vì vậy, Milka và những người ấy có thể về đến nhà anh trước chúng tôi. Khi chúng tôi bước lên mấy bậc cấp dẫn đến cửa trước nhà anh, Peter lặp đi lặp lại một lần nữa là hết thảy những người tình nguyện đó chắc chắn sẽ rất mừng được gặp tôi. Chúng tôi bước vào nhà và ngạc nhiên vì không có một ai kể cả trong phòng khách.
đi lui vào trong một phòng nhỏ, chúng tôi phát hiện là tất cả những khách được mời đều súng vào đây, và chính ở giữa là Milka Pavlovic đang chủ tọa. Tôi nói với giọng mỉa mai trêu chọc, trời ơi, Peter, tôi không biết có ai còn muốn chú ý đến tôi nữa. Rồi cả hai chúng tôi phá ra cười. Milka là cái đinh của buổi tối hôm đó, và đặc biệt tạo hiệu quả nơi những người trẻ có mặt. Cô đã đánh động nhiều tâm hồn tối nay chỉ bằng sự hiện diện của mình. Những người tình nguyện xem cô như là một phần cụ thể nhất của mẹ Du mà họ có thể xem thấy, nghe thấy và chạm đến. Và cũng như ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến, cha Slavko chỉ làm tăng thêm hiệu quả. Theo lời yêu cầu của tôi, bên cạnh việc phiên dịch, ông đồng ý nói về cuộc sống của ông trong ngôi làng nhỏ bé ấy. Bằng cách đó, chứng từ của riêng tôi đã thành sống thực một cách đầy ấn tượng nhờ hai nhân chứng là hai cư dân của ngôi làng. Tôi ngạc nhiên thấy rằng, mặc dù Peter cứ liên tục nhét thêm đủ thứ vào chương trình của chúng tôi, đúng vào lúc chúng tôi chuẩn bị nói ở chỗ này, chỗ nọ, mà tôi vẫn cảm thấy đó là đợt đi thuyết trình dễ dàng nhất của tôi tính đến nay. Một chiều nọ, chúng tôi có chương trình đến nói tại một dòng tu, và như mọi lần, tôi hơi lo lắng khi phải nói trước một chiều này chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn, vì đây là những nữ tu dòng kín. Tôi sẽ nói với họ, nhưng không thực sự được thấy mặt họ. Sự kiện những phụ nữ này đã hiến trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa đã lưu lại trong tôi xuyên suốt buổi nói chuyện, gợi lên những xúc động sâu xa đến nỗi khi kết thúc, tôi như bị vắt kiệt. Sau đó, qua cha Slako, Milka nói lên chứng từ của mình một cách tự tin và hồn nhiên. Tôi kinh ngạc vì cô tỏ ra rất có khả năng, chỉ một thời gian ngắn như thế, ở mỗi lần được mời nói chuyện, cô lại thêm vài chi tiết nhỏ nữa. Sau đó, mẹ bề trên xin tôi nán lại thêm ít phút nữa. Chúng tôi đồng ý ngay. Chúng tôi ngồi một bên cánh cửa sổ lớn mở rộng, còn các nữ tu ngồi bên kia. Tôi ngạc nhiên khi một nữ tu hỏi về những bức ảnh Đức Trinh Nữ Hồng Phúc mà người ta cho là hiện lên trên phim ảnh của khách hành hương sau khi họ trở về nhà và rửa phim. Tôi nhìn cha Slako hỏi nhỏ, cha nghĩ tôi có nên đưa tấm ảnh của tôi cho họ xem không? Ngài làm bộ nhăn nhó rồi nói, ừ, cũng được. Sao lại không? Nó đâu có làm hại gì ai. Tôi rút tấm ảnh ra khỏi túi áo và ngắn gọn giải thích về gốc tích tấm ảnh, rồi đưa cho mẹ bề trên. Các nữ tù cứ suýt xoa khi truyền tay nhau và cuối cùng trả lại cho tôi. Tôi cố nhét tấm ảnh vào túi áo trong của tôi khi đang trả lời một câu hỏi, nhưng vì lý do nào đó, nó không chịu lọt vào. Lát sau, tôi thử lại lần nữa, nhưng kết quả cũng vẫn thế. Vì ngại làm chi trí mọi người, tôi để nó trên bệ cửa sổ. Đợi đến khi xong cuộc phỏng vấn, chúng tôi nói chuyện với các nữ tu gần một giờ, và khi chúng tôi sắp chào thời giã họ, tôi lại cố nhét tấm ảnh vào túi áo khoác lần nữa. Nó vẫn không chịu lọt vào. Thình lình, tôi lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc ấy đang phát ra từ bên trong. Hãy tặng họ tấm ảnh. Tặng họ tấm ảnh? Tấm ảnh hết sức ý nghĩa với tôi đây. Tôi không thể tin được. Nhưng tôi vâng lời. Đây thưa mẹ, tại sao các chị không giữ lại tấm ảnh này để kỷ niệm chuyến viếng thăm của chúng tôi? Các nữ tu mừng quính, họ cũng như cha Slavko, khó lòng tin rằng tôi muốn tặng nó cho họ. Đến khi chúng tôi ra xe, cha Slavko ngạc nhiên nói nhỏ với tôi, anh quý tấm ảnh đó biết là chừng nào, làm sao lại có thể đem tặng cho họ? Thưa cha, tôi thật tình không biết tại sao, nhưng cảm thấy được yêu cầu làm như vậy, nên tôi đã làm. Sau khi nghĩ lại, tôi nói thêm với cha, vợ tôi sẽ bắn tôi chết. Terry cũng yêu quý tấm ảnh đó như tôi, và đã do dự khi để cho tôi mang theo trong chuyến đi này. Tối hôm đó, chúng tôi dùng cơm tại nhà của đôi vợ chồng đã sắp xếp buổi nói chuyện cho tôi ấy. Khi chúng tôi vừa ngồi vào bàn, bà vợ dúi vào tay tôi một phong bì và nói, tôi muốn biếu anh mấy cái này. Đó là một phép lạ nho nhỏ, đặc biệt của Mỹ Du.
Tôi mở bì thư ra, bên trong có hai tấm ảnh giống hệt tấm tôi đã tặng cho các nữ tu. Bà chủ nhà còn nói, anh giữ một tấm, còn một tấm thì đưa cho Miuka. Đây đúng là hình ảnh mà tôi luôn tưởng tượng về Đức Mẹ. Túc tích của nó là như thế này. Tôi cười và nói, đừng bận tâm, tôi biết chuyện đó rồi. Tôi chỉ biết ngồi đó nhìn sững vào hai tấm hình. Lại một lần nữa, một món quà cho đi với cả tấm lòng đã được đền bù lại cả vốn lẫn lời. Vậy thật là một món quà tuyệt vời. Chuyến đi kết thúc tại Vương cung Thánh đường Thánh Maria ở Minneapolis với một cử tọa trên 1.000 người. Sau buổi thuyết trình có một cuộc tiếp tân và tất cả mọi người đều được mời tham dự để gặp gỡ chúng tôi. Đám người hôm ấy nồng nhiệt hơn thường lệ rất nhiều và tôi thấy được sức ép đè nặng trên cô gái người Croatian trẻ tuổi này. Ngay từ những buổi nói chuyện đầu tiên của cô tại Mỹ, Miuka đã tỏ ra có ác cảm với các màn khen lao tâng bốc người ta thường làm sau mỗi lần nói chuyện. Và ở đây tại Minneapolis, màn đó lại càng tệ hơn. Tệ nhất là khi một phụ nữ to lớn sắp tới gần Miuka, tìm cách hôn tay cô. Miuka lập tức rút tay lại và yêu cầu bà ấy đừng làm như vậy. Bà này không nao núng, còn dúi vào tay cô một tờ bạc 20 đô. Thế là rồi, Miuka quẳng tiền rồi bỏ chạy ra khỏi phòng tiếp tân. Miuka, đợi đã! Tôi chạy theo sau, gọi ầm lên, nhưng Miuka không ngừng lại. Bị bao vây bởi hàng lớp người, tôi không dễ thoát ra, nhưng cuối cùng cũng chạy đi được, và thấy Miuka đang ngồi đợi trong xe. Cô nài nỉ, đi đi, thôi, đủ rồi, đây là những người điên. Miuka, tôi xin lỗi, bà ấy... Không chỉ là một bà mà còn là nhiều người, họ muốn chụp hình xin chữ ký. Tôi đâu có phải là ngôi sao điện ảnh chứ. Được rồi, chúng ta sẽ đi ngay. Tôi nói, cố trấn an cô. Để tôi tìm người đã đưa chúng ta đến đây, rồi ta đi luôn. Khoảng 15 phút sau khi rời nơi ấy, Miuka đã bình tĩnh lại. Chúng tôi quyết định ghé vào một quán ăn món pizza, một trong những món khoái khẩu của Miuka. Sự cố ở phòng tiếp tân cũng được quên đi mau chóng, và sau này cô đã có thể nhớ lại mà cười. Chuyến viếng thăm nước Mỹ của Miuka kết thúc bằng một chuyến đi đến New York City. Như thế, chúng ta có thể nói chuyện tại nhà thờ Croatian trước khi bay đi Nam Tư. Chúng tôi nghỉ ở nhà anh Fino Varadino, là một nhà kinh doanh rất thịnh đạt, đã đến Mỹ du vào tháng 6 năm 1986 và đã được ơn hối cải. Anh Fino nóng lòng giới thiệu New York với Miuka và là một người chủ nhà rất dễ mến. Anh và một người bạn thân khác mà tôi đã gặp ở Mỹ du là Penny Abuzis đã cùng nhau thành lập một trung tâm chuyên lo phổ biến thông tin và chứng từ. Đó là kết thúc hoàn hảo của chuyến đi tuyệt vời và đầy học hỏi bổ ích cho Miuka. Tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Vì bây giờ Miuka nói tiếng Anh rất khá, và tôi cầu nguyện để kinh nghiệm là một người chứng của Mỹ du này sẽ thúc đẩy cô tiếp tục phát biểu. Cô có ảnh hưởng đặc biệt nơi giới trẻ, và lúc này đang có nhu cầu rất khẩn thiết phải đến với họ. Bởi lẽ sự tiến bộ vững chắc của Mỹ du như một nơi thánh thiêng đã bị đối chọi bởi sự tấn công của ma quỷ. Những nhà hàng ăn mới mở đã kéo theo các quán bar bán rượu và những quán này nhanh chóng trở thành nơi tụ họp của thế hệ trẻ tại Mỹ du. Thêm vào đó là tác động ảnh hưởng của sự giàu có đột ngột trên những gia đình vốn đã luôn nghèo khổ và không có kinh nghiệm đối phó với những vấn đề nó mang lại. Tôi sẽ không bao giờ quên lần nói chuyện trước kia với ông Zico Vasily về vấn đề truyền hình. Nhiều dân làng bây giờ đã sắm được TV và ông Kiko đã chống lại được những lời năn nỉ của các con ông đòi mua một cái. Jelena thích sang nhà bạn bè xem TV với chúng. Và khi tôi hỏi ông về việc để con đi xem TV ở nhà bạn, ông nói, thà vậy còn hơn là có một cái ở nhà, khi đó sẽ suốt ngày xem TV, bỏ cả kinh nguyện. Tuy vậy,
Khi tôi trở lại vào tháng 10, Zico đã mua một cái tivi rồi. Bọn trẻ cứ lằng nặc đòi cho bằng được. Cuối cùng ông phải nhượng bộ. Bây giờ ông nghĩ là để chúng xem tivi ở nhà thì khôn ngoan hơn. Vì ít ra ông còn kiểm soát được số giờ chúng ngồi trước máy truyền hình. Và đương nhiên, cả loại chương trình chúng xem. Giới trẻ ở Mỹ Du cần có những tấm gương để noi theo. Và Milka tất nhiên là người dẫn đường. Do sự nhầm lẫn, chúng tôi đã không xuống máy bay ở Zagreb như đã được ấn định, cho nên đã đến Mỹ Du vào 1 giờ sáng. Milka lập tức đánh thức chị dậy. Hai chị em cô xa nhau đã lâu ngày, và người duy nhất mà cô gái mới lớn rất độc lập này gần gũi nhất, và cũng lệ thuộc nhất là Marija. Khi Milka cố gắng kể lại mọi chuyện của 3 tháng qua trong 5 phút, thì Marija cũng phấn khích như em mình. Vừa tuôn ra một tràng những câu hỏi, cô vừa khăng khăng đòi dọn một bữa ăn cho chúng tôi. Bỗng nhiên, cái mệt của cuộc hành trình lê thê ấy ụp lên chúng tôi. Milka ăn một chút rồi tuyên bố đi ngủ. Tôi cũng mệt và chuẩn bị về phòng. Nhưng Marija kể như thức dậy luôn và đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Lại muốn nói chuyện tiếp, cô lắc đầu kể cho tôi một điều gì đó về ông Tổng thống. Nhưng tôi không hiểu. Cô kêu lên. Tổng thống của ông ta gọi tôi. Tại đây, tại nhà tôi. Tôi không chắc đã nghe đúng. Có phải cô muốn nói Tổng thống Reagan của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ không? Cô ấp úng tìm cho đúng từ. Phải, ông ấy gọi nhưng không nói được. Tôi gọi đến văn phòng ông ấy, cho thư ký ông ấy. Tôi sừng sốt. Tại sao ông ấy lại gọi cô? Tôi có gửi cho ông ấy một lá thư nói về Mỹ Du, về việc đích mẹ đến và kêu gọi hòa bình. Ông ấy đang họp với Gorbachev để ký hiệp ước, và tôi muốn ông ấy biết về đích mẹ. Tôi muốn ép Marija nói thêm chi tiết, nhưng biết tiếng Anh của mình còn hạn chế. Cô giúp tôi đi tìm thêm chi tiết nơi Kathleen vào buổi sáng. Khi gặp Kathleen, cô này hớn hở kể lại rằng Tổng thống Reagan đã rất xúc động về lá thư đơn sơ và trực tiếp mà cô đã dịch sang tiếng Anh cho Marija, thuật lại lời kêu gọi hòa bình của Đức Trinh Nữ tại Mỹ Du. Kathleen giải thích, Alfred Kinnon, đại sứ Hoa Kỳ tại cộng đồng Âu Châu đã đến viếng nơi đây cùng phu nhân với tư cách cá nhân và tĩnh tâm 3 ngày trước khi trở về Mỹ, dự lễ ký kết hiệp ước tên lửa giữa Reagan và Gorbachev. Ông hết sức cảm kích về những cuộc hiện ra và càng cảm kích hơn khi gặp Marija. Sau đó cô đã mời ông dùng cơm trưa, và chính khi đó cô nảy ra ý kiến là ông có thể mang về một lá thư cá nhân của cô gửi cho Tổng thống, vì ông quen biết riêng ông ấy. Kathleen mỉm cười khi nhớ lại. Mọi việc đều đâu vào đấy. Tôi ngồi xuống với Marija để giúp dịch lá thư sang tiếng Anh. Thế đấy, điều thú vị nhất là khi ông ấy trao thư cho ông Tổng thống và giải thích về nó. Ông Tổng thống đã xúc động sâu xa. Vì vậy, ông Tổng thống đã thử liên lạc với Marija bằng điện thoại. Nhưng anh biết cái hệ thống viễn liên ở đây nó như thế nào rồi. Ông bị cắt đến 2 lần. Cô cười khúc khích nói tiếp. Rồi vào ngày 8 tháng 12, thư ký của ông đã liên lạc được với Marija và cho cô biết ông Tổng thống đã đánh giá cao lá thư của cô như thế nào. Tôi thầm thì, thật khó tin. Ở đây, Thiên Chúa làm việc một cách đơn giản và trực tiếp biết chừng nào. Một cô gái trẻ người Croatian cho rằng cô được thấy Đức Maria mỗi ngày, lại có khả năng đánh động trái tim của nhân vật chính trị có quyền lực nhất trên thế giới. Kathleen tiếp tục khi Marija ngồi sát cạnh đó xác nhận các chi tiết. Phần hay nhất là khi Tổng thống đang đi vào phòng họp để ký hiệp ước, nhằm đúng vào ngày 8 tháng 12 là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ông ấy quay lại nói với ông đại sứ cộng đồng Âu Châu là ông đã được sứ điệp Mỹ Du tác động sâu xa, và ông muốn cho hai cô gái ấy biết điều đó. Tin này làm vơi đi nỗi buồn khi phải giã từ Milka, đã trở thành một thành viên mới của gia đình chúng tôi. Milka khóc khi chia tay Terry. Mà đâu có phải chỉ có một mình cô khóc đâu. Nhưng có tin khác nữa cũng giúp cho sự chia tay dễ dàng hơn.
Ủy ban điều tra những cuộc hiện ra đã cho mời Maria Zakov, Ivan và Mirjana đến Split để phỏng vấn thật sâu sát, kỹ càng lần thứ nhất. Maria về lại ngôi làng nhỏ bé vào ngày Chủ nhật, tức là một ngày trước khi tôi trở về Mỹ. Tôi đang ở trong tháp chuông nhà thờ để thăm cha Pavic sống tại đó. Thì Maria đến và gõ cửa. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy tôi ở đấy, nhưng cực kỳ rạng rỡ vì sung sướng. Cô kêu lên, cha ơi, tuyệt quá! Ban điều tra này rất tốt, họ hỏi chúng con nhiều câu hay lắm. Con rất sung sướng và hài lòng về cách họ làm việc. Cô nói cô sẽ kể nhiều cho cha sau này. Cô phải đi vì đã gần đến giờ hiện ra. Tối hôm đó, tại nhà, Maria cứ nói đi nói lại nhiều lần rằng cô sung sướng quá. Và thật là hay khi có một ủy ban có vẻ điều tra rất nghiêm túc. Cô nói là hai ủy ban điều tra trước không bao giờ đưa ra những câu hỏi thích đáng. Và đại đa số thành viên của họ thậm chí không bao giờ chịu đến Mễ Du hoặc muốn tham dự một buổi hiện ra. Rồi đến lúc tôi phải ra đi. Tôi khởi hành lúc nửa đêm vì chuyến bay từ Dubrovnik sẽ cất cánh lúc sáng sớm. Tôi ôm hôn chào từ biệt Maria và cảm ơn cô về mọi sự. Tôi cũng nán lại thêm mấy phút để cảm ơn cha mẹ cô. Tôi quay sang từ giã Milka đang đứng phía sau. Một cách trịnh trọng, cô đưa tay ra và nói cảm ơn, rồi mỉm cười bảo, làm vừa phải thôi nhé, đừng quá lo nhé. Tôi ôm cô chào từ biệt và bước nhanh ra taxi. Tôi không muốn cho cô bé cứng cỏi này thấy nước mắt của tôi. Mẹ xin các con hãy lần chuỗi mân côi với lòng tin sống động và niềm vui. Mùa gặt cuối cùng, chương 30. Mùa xuân năm 1988, tôi bận rộn hơn bao giờ hết. Nhưng hễ ở nhà, tôi nhất quyết cố gắng để thành một người chồng, người cha, theo đúng như Terry yêu cầu. Nhờ ơn Thiên Chúa, tôi đã có thể làm được điều đó. Mặc dù lịch làm việc rất căng, nhưng hình như chúng tôi đã thể hiện được tinh thần gia đình hơn bao giờ hết. Thực tế, trong kỳ nghỉ mùa xuân của nhà trường vào tháng 4, tôi đã làm cả nhà ngạc nhiên khi tuyên bố mọi người sẽ đi Mễ Du, để Kennedy và Rebecca biết được một cách trực tiếp tại sao bố chúng cứ đi miết. Còn một ngạc nhiên phụ nữa là chúng tôi sẽ ghé Ireland, đi chơi ở đó, rồi nhập bọn với một đoàn người Ireland đi hành hương Mễ Du. Terry ngây nhất, xứ sở duy nhất mà nàng luôn mong được đến thăm là Ireland. Chúng tôi từng tính chuyện đi Ireland một khi đã sang nhượng được chủ quyền những tờ báo của mình. Nhưng đó là trước khi chúng tôi dấn thân vào vụ Mễ Du. Thế mà giờ đây, nàng sắp được đi, lại cùng đi với các con nữa chứ. Chúng tôi nghỉ một đêm tại Ireland, và ngày hôm sau đã lên đường đi Mễ Du, mừng lễ phục sinh ở đấy. 6 ngày sau, chúng tôi trở lại Ireland 4 ngày, rồi đi London 1 ngày. Làm được từng ấy chuyện, đó là nhờ tôi đã tích lũy được không biết bao nhiêu giờ bay, với bao nhiêu dặm đường, qua những chuyến đi thuyết trình của tôi trong năm ngoái. Nên bây giờ, được hãng máy bay đãi ngộ cả gia đình. Mễ Du vẫn không thay đổi mấy từ chuyến đi trước của tôi hồi tháng chạp, khi đưa Milka, em ruột của Maria, về lại nhà. Chỉ hơi thiếu may mắn là Maria đi vắng trong thời gian chúng tôi tới đó. Tôi đã mong cho Terry gặp Maria và có thời gian trò chuyện với cô. Nhưng cô và 15 người trong nhóm cầu nguyện, kể cả Kathleen, đã được Đức Trinh Nữ Hồng Phúc gọi tới một thị trấn nhỏ bên Ý để sống đời cầu nguyện theo kiểu chiêm niệm trong 5 tháng. Đến giữa tháng 8, họ mới trở về Mễ Du. Tuy thế, đó đã là một thời gian tuyệt vời cho sự thông cảm, chia sẻ trong gia đình chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên đã quây quần bên nhau ở đó với tính cách một gia đình,
hoặc thời gian chúng tôi thăm Ireland. Và bây giờ Kennedy và Rebecca đã hiểu. Mọi việc diễn tiến hết sức êm đẹp. Chỉ trừ một điều. Cuốn sách mà tôi rắp tâm viết vẫn chưa thành hình. Trong 2 năm tìm tòi, nghiên cứu vừa qua, tôi đã tích lũy được cả tấn những ghi chép và băng cassette mà tôi chất thành một đống lớn. Suốt trong thời gian đó, tôi đã viết được đúng 34 trang bản thảo. Đến nỗi mỗi khi bước vào phòng làm việc, tôi né tránh, không muốn nhìn sấp giấy mỏng dính ấy trên chiếc kệ, cạnh cái máy chữ của tôi. Nhưng cũng như người vẫn thường làm cho mọi việc khác, việc này Thiên Chúa cũng đã có cách giải quyết. Vào tháng 5, khi tôi đến nói chuyện ở Providence, tiểu bang Rhode Island, thì Bob Fisi, người tổ chức chuyến đi này, nói với tôi về một buổi thuyết trình bổ sung mà anh đã tạm ghi vào lịch trình. Nó sẽ diễn ra ở Cộng đoàn Chúa Giê-xu, một cộng đoàn đại kết sống chung với nhau ở Cape Cod. Bob lên tiếng khi chúng tôi rời khỏi phi trường. Có thể anh không tán thành buổi nói chuyện này, nhưng hiện có một nhà văn sống ở đó. Anh ta gửi thư cho tôi hỏi xem anh có cần giúp đỡ gì cho cuốn sách của anh không. Anh chàng này đã làm 16 cuốn sách, và đa số sách ấy thuộc dạng viết chung. Phản ứng tức thời của tôi là nói không. Đây không phải là lần đầu tiên người ta đề nghị với tôi một chuyện như thế. Nhưng không biết vì lý do nào tôi lại quan tâm tới đề nghị này. Tôi bảo Bob, tôi không ngại đến đó để nói chuyện, và tôi muốn gặp người đó. Nhưng tôi thật tình không có ý định tìm người viết quyển sách giùm tôi. Tôi nói thêm, đây là công việc tôi phải tự làm lấy anh Bob ạ. Ban giám đốc của Cộng đoàn Chúa Giê-xu là 2 phụ nữ, Kay Anderson và Judy Sorensen. Cả 2 đã đến Mỹ Du tháng 11 vừa qua, cùng với nhiều thành viên khác. Cho nên, những gì tôi sắp chia sẻ sẽ phải là những điều họ chưa thấy ở đó. Kết quả là tôi đã làm một buổi nói chuyện dễ dàng nhất, cũng là một trong những buổi thoải mái nhất. Sau bữa ăn trưa tuyệt vời với 2 bà giám đốc, tôi đến gặp riêng David Manuel, người đã đề nghị giúp đỡ cho quyển sách của tôi. Anh nói anh đã từng làm việc này cho nhiều tác giả, và công việc anh làm cơ bản là phỏng vấn tác giả theo chiều sâu, viết tư liệu ra rồi biên tập lại dưới dạng trình thuật. Anh bảo đảm với tôi, đó sẽ là câu chuyện của chính anh, với lời lẽ cũng của chính anh, để được kể theo cách anh muốn. Phần tôi chỉ làm việc viết ra sách việc dễ dàng, có thế thôi. Tôi kiên quyết khẳng định với anh rằng bản nháp cuối cùng sẽ được viết theo cách của tôi, nhưng tôi cần sự trợ giúp trong khâu kết cấu và biên tập. Tôi nói thêm, điều tôi thật sự cần đó là có một người kè kè bên tôi thúc tôi thực hiện quyển sách. Dẫu sao, sau khi đã nhiều lần từ chối sự giúp đỡ của nhiều người khác, xem ra David Manuel là sự chọn lựa đúng người, đúng chỗ, đúng lúc. Chúng tôi cầu xin Thiên Chúa dẫn dắt chúng tôi tới một quyết định đúng đắn, và Chúa đã làm như vậy. Trong vòng 2 tuần sau đó, chúng tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn ngày tới Mỹ Du, để giúp David có một định hướng tốt và cũng để kiếm thêm vài cuộc phỏng vấn với các nhân vật nòng cốt có liên quan. Tuy vậy, vẫn có một ít trở ngại phải vượt qua. Đầu tiên là chuyến đi thứ 2 đến Ireland như đã dự tính, và từ Ireland trở về Mỹ được vài ngày. Tôi sẽ lên đường trở lại Mỹ Du với David. Hoàn cảnh lại thêm rắc rối là khi từ Mỹ Du quay về được 2 ngày, tôi lại sẽ đáp máy bay đi Trinidad và ở lại đó 10 ngày. Nhưng rắc rối nhất là tôi vẫn chưa nói cho Terry biết về chuyến đi đột xuất của chúng tôi trở lại Mỹ Du. Tôi đợi cho tới buổi sáng hôm tôi đi Ireland mới nói với nàng. Nàng nhảy dựng lên, nổi cơn lôi đình. Anh điên hoàn toàn rồi phải không? Anh tưởng mình là siêu nhân chắc. Cứ để cho David đi một mình tìm hiểu Mỹ Du, như anh và em đã làm vậy đó. Thôi được, anh hủy bỏ với máy bay. Tôi nói, cố gắng làm dịu tình hình. Anh chỉ muốn giúp David cảm nghiệm... Anh nghe này, David là người lớn rồi, anh ta có thể tự mình làm chuyện đó. Bộ anh ta không biết là anh còn có một gia đình và một đống chuyến đi hay sao? Thật em không thể tin được
là anh còn dám nghĩ đến chuyện đi đứng vào lúc này. Lần đó không phải là lần chia tay tạm biệt tốt đẹp nhất tại phi trường. Sau đó, khi tôi gọi điện thoại cho nàng trước giờ bay đi Ireland, để một lần nữa cố gắng giải thích lý do tại sao tôi đồng ý đi cùng David, Terry lại tiếp tục sừng sộ. Tôi đành chịu thua. Quả quyết với nàng tôi sẽ không đi, và công nhận nàng có lý. Tôi muốn chuyến đi Ireland lần này phải thật tốt đẹp, mà nếu khởi hành với cơn giận dữ của vợ, sẽ không đưa tới sự bình an, vui vẻ mà Đức Maria đã hứa qua các thông điệp người ban ra ở Mỹ Xu. Cô Vera McFadden được chỉ định lái xe chở tôi tới buổi nói chuyện đầu tiên ở Bắc Ireland. Xe cứ bon bon trên con lộ xinh xắn, được viền bởi những hàng rào bằng đá chen lẫn các bụi cây xanh mướt rất đẹp. Sau khi đã hoàn hồn vì tiếng còi húc của những xe bọc thép, chở các nhân viên người Anh khi chạy ngang qua và chỉ súng máy vào chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục câu chuyện về sứ điệp Mỹ Xu tại Bắc Ireland. Anh sẽ thấy dân chúng sẵn sàng tiếp nhận. Họ đã nghe nói về anh đấy, anh có biết không? Cô Vera nói với giọng địa phương nặng nề của người Bắc Ireland. Điều này khiến tôi bỡ ngỡ. Cô nói tiếp rằng họ còn biết tôi là chàng tin lành người Mỹ, đã nói chuyện về Mỹ Xu tại nhà thờ ở đó. Rõ ràng cuốn băng do Mary O'Sullivan sang lại vẫn tiếp tục được nhân bản lên. Chúng tôi cũng có được một ít bản sao những bài xã luận của anh, Vera thêm. Nhưng quá ít, tôi rất mong có người nào ở đây lo về việc phân phối. Sứ điệp hay quá mà. Lúc hơn 2 giờ một chút, chúng tôi tới địa điểm nói chuyện đầu tiên, một khách sạn với khoảng chừng 50 người tham dự. Tôi bắt đầu tự hỏi, không biết đến Bắc Ireland có là một ý kiến hay hay không? Đây chỉ là chặng đường dừng chân ngắn thôi. Và lại, vì là giữa trưa chúng ta không mong có đông người. Vera như đoán được ý tôi, nên nói như vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn cứ thuật lại toàn bộ sự kiện Mỹ Du và tác động của nó trên đời tôi. Không khác gì khi tôi nói cho một cử tọa đông đảo hàng ngàn người. Tối đó, chúng tôi tới một địa điểm khác ở Derry, và cũng như buổi trưa số thính giả rất thấp, nhưng tinh thần lại rất cao. Thời gian chia sẻ ở đây và nghe các chứng từ của cả người công giáo lẫn tin lành quả là hứng khởi và thánh thiện. Tôi sung sướng được biết có nhiều nhóm cầu nguyện, và nhóm này là một, là những nhóm hỗn hợp hai tôn giáo. Tối hôm qua, hội trường chật ních, cố gắng giữ vẻ cởi mở và nhẹ nhàng trước sự kiện. Tôi bắt đầu bằng cách hỏi, có ai cũng là người tin lành đến tham dự đêm nay không? Không thấy bàn tay nào giơ lên. Hơi xao xuyến, tôi nói tiếp rằng, vì chỉ có một mình tôi là tin lành ở đây, nên tôi thuộc quyền định đoạt của họ. Rồi tôi bắt đầu câu chuyện. Sau đó, khi một thành viên của nhóm người đã tài trợ cho chuyến đi này, bày tỏ sự tán thưởng của ông về việc tôi đến đây, tôi bèn hỏi, tại sao tối nay không có người tin lành nào cả? Tôi nhớ ông có nói với tôi, họ cũng thích nghe nói về các cuộc hiện ra mà. Ông im lặng một lúc trước khi trầm tĩnh nói, anh Wayne, những người tin lành đã có mặt ở đây tối nay, nhưng họ không muốn lộ danh tánh ra. Người ta làm sao biết được là có kẻ xấu len lỏi vào đây hay không? Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin được tạm ngừng chương 30 của tác phẩm Bà Là Ai, chứng từ của ký giả tin lành Wayne Wible. Kính mời quý vị theo dõi tiếp kỳ đọc truyện lần thứ 20. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả.